chung cái thú vui của mình là lôi cái lũ khốn nạn chấn động cực đoan ở nước ngoài ra mình chửi, đó là cái thú vui của mình. Ngoài ra không còn thú vui nào, mà cái lũ này là phải chửi đó, chửi liên tục không có, cho tới khi nào mà tụi nó không còn chứ. Không còn cái đường nào mà nó đỡ được thì cảm thấy mình nó thỏa mãn. Bởi vậy cho nên từ đây đến ngày 30/4 tụi nó cũng ráo riết nó lên nó tuyên truyền chống phá, nó ra rã trên mạng. Thì ở trong nước mỗi anh chị em cũng có cái chắc cũng phải có, cũng có nhiều người có thời gian người ta lên để tránh lại cái luận điệu xuyên tạc của bọn chúng. Mỗi người có một cách tránh khác nhau, người nào cũng hay chứ không có phải là cái gì người nào cũng hay. Mà mình thì mình chọn ra cái cách của mình, đúng không? Mình là mình thù nhất là lợi dụng vào tôn giáo hay là lợi dụng vào một cái, nói chung là lợi dụng vào tôn giáo để mà tuyên truyền lừa đảo, là mình thù nhất cái chuyện đó. Ví dụ nó chống cộng không thì không nói làm gì, tôn giáo người ta gọi là tâm linh mà, linh thiêng mà, người ta đã, mình đã đi tu hành rồi thì mình phải lo cái tu hành cho đàng hoàng, không phải là nói là tu là mình quên chuyện đời, đúng không? Tu là mình cũng phải biết về chuyện đời. Đời người ta nói câu là đẹp đẹp đạo tốt đời, chứ không phải là mình nói là mình tu rồi mình bỏ phế. Nhưng cái gì mình nên biết thì mình biết, cái gì mình không nên biết thì mình không nên biết, chứ không phải là nói là tu là đi làm chính trị, là phải đi xuyên tạc, phải đi chữ này chữ kia đó. Như cái thằng hôm nay nó ở bên Mỹ mà quý vị và các bạn mình biết này lâu lắm rồi, biết từ thời là xa xưa lắm, nói chung là cũng cách đây cũng mười mấy hai chục năm, biết nó như vậy luôn. Từ thời nó khổ vô cùng, đặt nó đi vượt biên xong rồi nó đặt chân đến Mỹ, rồi xong rồi nó thành lập nó cái chùa ra, xong rồi nó chiêu dụ những người Phật tử già nuôi đó. Rồi bắt đầu nó lấy cái mác chống cộng ra để mà nó tuyên truyền xạo láo về đất nước của mình. Thì những người già cả người ta cũng, nói chung người ta cũng qua bên đó người ta cũng khổ, người ta buồn, người ta không biết làm cái gì, ở nhà mình đi thủ gì đó, con cháu nó đi làm hết rồi. Thì ngoài cái việc đó ra thì ngoài đi chùa ra thì còn biết đi làm gì nữa giờ. Cho nên là họ đến cái chùa mà không may họ rơi vào một cái chùa, họ đến một cái chùa mà cái thằng thầy nó láo xạo tối ngày, nó cứ tuyên truyền về đất nước, nó xấu về đất nước, không phải là nó nói xấu mà nó tuyên truyền, đúng không? Mắt mình hơi yếu rồi, xin lỗi các bạn, phải đeo kính vô. Ồ, chào Siêu Thành, chào Vũ Thành, cảm ơn các bạn đang đến tham dự chương trình với mình. Thế bây giờ đó, như mình đăng mấy cái hình ở trên trang nhà mình là ba cái thằng khốn nạn đó, và nó đang cấu kết vào cái việc 30/4 này nè, nó cấu kết với nhau, nó thành lập một cái tổ chức. Mà hôm nay mình muốn nói cho các bạn biết là tụi nó xuyên tạc về mọi mặt. Lúc nó nói là cảnh
sát, công an Việt Nam đánh đập dân dã man, rồi đàn áp những người xuống đường biểu tình, nữa là đàn áp cướp đất cướp đai của nhà dân. Thế thì chúng nó nói mà chúng nó tự chúng nó nói xong rồi chúng nó chửi là chúng ngon mà bên nó cũng cướp đất của chính đồng những cái người kiều bào nó đi bán cho Trung Quốc đó. Vừa rồi như thằng Bùi Phát nguyên một cái khu mobile home ở Sacramento, tức là chỗ thủ phủ Cali, Nam Cali, rồi mấy tụi nó đọc cái đó là thủ phủ Nam Cali, là cái nơi thủ phủ của người quốc gia chống cộng cực đoan. Thế mà nó cũng nó là chủ tịch hội đồng, giống như là tương đương với chủ tịch ủy ban dân thành phố mình đó. Nó là chủ tịch cộng đồng người Việt tị nạn ở Nam Cali. Thế là nó cũng sắp đất đi nó bán, nó cũng cướp cái miếng đất đó của những người khổ. Như ở bên mình thì ví dụ như mình có điều kiện mình mua căn nhà bự, rồi bên đó người ta không có nhà rồi nó có miếng đất đó, xong rồi nó để cho người ta thuê, rồi là có những cái mobile home á, giống như là cái container rồi người ta làm ra căn nhà, rồi ta thuê ta ở với cái mức giá là 700-800 hay là 500-600 gì tùy theo loại chính chất ở đó, rồi ta ở chú nắng chú mưa vậy mình ở lần nào nó đuổi sập đi, nó cướp cái miếng đất nó đeo bán Trung Quốc, xây một cái Chinatown thứ hai ở trên đất Mỹ ở Sacramento. Thì tại sao chúng không lên nó phản ứng đi, hay nó biểu tình nó chống, nó uống chống đâu, bởi vì cái thằng kia nó là chủ tịch cộng đồng mà tụi nó đã ra đi rồi, cái lũ này nó đã ra đi rồi, là thật ra nó không còn là người Việt Nam mình.